Dạ, mến chào cô chú, anh chị và các bạn. Rất hân hạnh được gặp lại cô chú, anh chị, các bạn trong video tiếp theo ngày hôm nay. Dạ, trong video này là anh Vô xin gửi đến cô chú, anh chị, các bạn những hình ảnh của thôn Trung Nam thuộc xã Diên Toàn, dạ, của huyện Diên Khánh. Con đường này là lần đầu tiên mà Lan Chu Vô đi qua luôn á. Ngay vị trí này là thuộc có cái trường mầm non của Diên Toàn này, dạ. Thì nó thuộc thôn Trung Nam quý vị. Đi thẳng con đường này có thể sẽ ra giao nhau với đường Lạc Long Quân. Lan Chu Vô chưa đi lần nào nên anh đi thử qua cái đoạn này. Thì ở đây thì nó không có tên đường và cũng không có số nhà, chỉ để là thôn Trung Nam thôi, thuộc địa phận xã Diên Toàn của huyện Diên Khánh. Trên con đường này một bên là ruộng mà một bên là nhà, rất là mát quý vị ơi. Vị trí này đúng là view luôn á, view rất là đẹp. Đường bê tông thì cũng nhỏ nhỏ, xe cộ thì chạy cũng tương đối nhiều, nhà dân thì cũng ở chặt kín hết rồi. Chỗ này là chợ của xã Diên Toàn là sao á. Lan Chu Vô đi vòng qua khu vực này thử. Hơi lạ lạ. Bán cá, rau củ quả là buổi sáng nè. Vị trí này gọi là chợ Diên Thạnh quý vị. Chợ Diên Thạnh. Ủy ban xã Diên Thạnh. Chợ cũng rộng ghê chứ. Đó là vô điện vòng đoạn này thử. Sao buổi sáng có vẻ như đoạn này là không có buôn bán gì hết. Hôm nay có thể là bán đồ hải sản tươi sống nè. Các kiosk đất cũng rộng rãi ghê. Tưởng đường cục chứ. Đó, chợ Diên Thạnh. Đoạn này đường xá là rộng rãi ghê. Quán tập khó. Bác có bán kẹo xương gươm không? Thế không có loại hũ bác không? Rồi nó còn ăn rồi, lấy con cây kẹo em Belly Bun đi. Belly Bun, Belly Bun thì lấy con mà bị bánh này. Con caro này đây rồi, 35 con gửi.
chợ xã này quý vị. Diên Thành. Dạ, rồi con cảm ơn. Trước đây có bán bún phở cà khó trái cây còn quầy tươi sống không? Quầy tươi sống sáng nay không bán hả bác? Ai ạ? À? Hoàng quầy bán đồ tươi sống á. Không, bữa bữa đó bán bữa hồng. Dạ, yeah, bữa bán bữa hồng rồi. Bữa bán bữa hồng chiều nó bán. Dạ. Rồi bé nó không bán mà chiều nó bán, bán cái đầu không chiều bán cái đầu. Bữa bán nữa. Dạ. Yeah. Ôi chợ này cũng rộng ghê ha. Diên Thạnh nữa. Ủa chợ xã Diên Toàn cái nằm gần đây không bác? À, đoạn dưới kia hả? Đi ra ngõ vô biết chợ hả vô phải vô vườn trầu không? Dạ không. Đi ra đường quốc lộ mới luôn hả? Nằm đoạn quốc lộ mới luôn hả? À nó nằm là thuộc về là bao nhiêu là cái đó đây nè. Diên Toàn là biết mình đi thì đây cái đèn đổ cơ cái hôm tuần nay đúng không? Dạ. 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 Đèn đó đi từ ngay đèn đỏ rồi mình đi ngược ra trở lại nữa à. Có một cái ngã tư nữa là mình đi vô cái chỗ Diên Toàn. Dạ. Bây giờ à, đúng rồi. Đi thường đi đi vừa ấy nhưng mà bây giờ nó dạ, dạ. Đường thành phố này đi vô 232 đường ở ngã ngã tư. Dạ dạ. Hôm kia thì có một người. Dạ con cảm ơn. Dạ. À, Diên Toàn đoạn như kia vậy đây Diên Thạnh rồi. Một cái đường này có ngõ ra không vậy chị? Đi quốc lộ luôn. Đi vô đây quốc lộ. Dạ. Dạ. Đường này cũng được hả? Mà đi quần ra hướng kia đi vậy. Đi hướng kia thử. Còn lại. Này không có tên đường. Vì đây là chợ Diên Thạnh của xã Diên Thạnh. Chợ cũng rộng rãi rất là thoáng. Bây giờ chủ yếu bán rau củ quả đâu không à. Còn tài sản tươi sống thì bán ở đoạn ngoài đường. Ở bên trong không thấy. Cái đoạn chỗ kia thì nó là Diên Toàn một đoạn, còn vô cái đoạn chợ là thuộc Diên Thạnh rồi quý vị, và qua đoạn này là thuộc Phú Khánh Trung, Phú Khánh Trung đội 6 của xã Diên Thạnh. Mình ra đây giao nhau với đường Lạc Long Quân rồi. Ủa? Thôi giao với đường quốc lộ à. Giao với đường quốc lộ cũng được. Dạ. Rồi mình vô đi thẳng hướng này thử. À đúng rồi, ngay vị trí này là hướng đi Đà Lạt. Rẽ trái sẽ đi vào Đà Lạt. Còn đi thẳng thì sẽ đi về lại thành phố Nha Trang. Dạ, hướng này đi về lại thị trấn Diên Khánh này quý vị. Nghe là con đường này là con đường Lạc Long Quân đúng rồi. Dạ. Lúc trước nó là con đường quốc lộ. À, nhưng mà khi từ khi có con đường quốc lộ 1A mới á là không có đi tránh qua con đường này nữa.
không đi qua đường này nữa, các xe chạy theo hướng ngã ba Thành đi qua đường quốc lộ mới hồi nãy. Vị trí này là đường Nguyễn Trãi nè, giao nhau ở đường Lạc Long Quân, ngã ba Mã Xá. Để đi đường Nguyễn Trãi đó cũng có thể đi lên Đà Lạt. Cây mít nhưng mà Lan Vô không biết chợ cây mít nằm ở đâu, chỉ có biết chợ cây me thôi. Chợ cây me thì nằm ở thuốc có tên Duyên Lạc hay sao á. Dạ. Còn ở đây thì có chợ Gò Đình thôi, thì không biết có phải chợ Gò Đình là chợ cây mít không. Các cô chú nào biết thì cho Lan Vô xin thông tin nha. Bây giờ tạm thời thì Lan Vô sẽ đi qua chợ Gò Đình trước, rồi nếu như mà có thông tin chợ Gò Mít thì chợ cây mít thì Lan Vô sẽ đi tiếp. Dạ. Để thực hiện tiếp tục video sau. Giờ đây là con đường Lý Tự Trọng. Thì con đường này là đi thẳng thì sẽ tới cổng thành, cổng hướng hướng đông. Bây giờ mời quý vị các bạn đi qua con đường Trần Quý Cáp. Con đường Trần Quý Cáp là một trong những con đường gần chợ Thành, cho nên buôn bán rất là sầm uất, rất là nhộn nhịp quý vị. Đủ các loại hết, bánh rồi đồ điện, điện tử, bàn ghế. Gạo rồi, trái cây, mắt kính, không thiếu một cái gì hết, đồ inox rồi, bàn tủ rồi, tiệm vàng. Và góc này là đường Phan Bội Châu giao Trần Quý Cáp này, ngay vị trí của chợ Thành. Chợ Thành vào buổi sáng cũng rất là nhộn nhịp. Ở ngay chỗ này có một cái cây bồ đề rất là mát luôn. Lư đồng, lục bình bán rất là nhiều. Mà mé bên phải chợ thì bán hoa. Đoạn này chuyên bán đồ thờ cúng, đèn đồng luôn nè. Chợ Thành của Duyên Khánh cũng rộng, khá là rộng. Xe cộ đông đúc ghê luôn. Giờ mời quý vị các bạn cùng đi qua bên chợ Gò Đình nữa nha. Chỗ đây nem chả, wow, nhiều ghê, nem chả, wow. Gần chợ Thành này cũng có một cái khu đô thị cũng rất là rộng và cũng mới, nhà cửa thì cũng có một số căn biệt thự mọc lên cũng khá nhiều. Đó là khu đô thị Nam Sông Cái vậy. À, mấy bên tay phải quý vị đó là khu đô thị Nam Sông Cái nè. Cũng có một số video em cũng có ra quay về khu đô thị này cho quý vị xem rồi. Và đây là trước màn hình của chú anh chị các bạn, đó là cầu Thành. Cầu Thành
hành này dài 226m và rộng 10m, bắc ngang qua con sông Cái rất đẹp. Đi thẳng con đường này qua mấy bên kia thì sẽ là con đường đi tập. Rồi đi thẳng Hà Huy Tập sẽ giao nhau với đường Đồng Khởi. Giờ em sẽ rẽ bên trái nha, qua con đường Trần Phú. Con đường này là ngay góc đường Trần Phú giao nhau với Hà Huy Tập nữa các bạn. Thì cái đoạn này ngược lại á thì nó rất là đẹp, nó là dọc bên bờ bắc đường Trần Phú, là dọc bên bờ bắc của sông Cái. Hướng bên kia, hướng đi ngược lại con đường này á, là đi thẳng là sẽ ra giao nhau với đường quốc lộ 1A mới. Còn cái đoạn này của đường Trần Phú thì hình như là đang làm đường, cho nên là đường nó chưa có được ngon cho lắm. Chà, đi đường này có vẻ hơi không có hợp lý cho lắm rồi. Đường nó rất là dơ và gồ ghề. Đi đường hãy tập vòng qua Đồng Khởi là đẹp hơn rồi. Do hồi giờ chưa có đi con đường này, đi thử cho nó biết. Mà nó đang làm lại dơ quá. Khu vực này cũng có nhà hết nè, bên mé đường này. Những căn nhà này rồi, vị trí này rất là đẹp luôn quý vị. 54 Trần Phú nè. Mấy món con đường này mà nó làm xong rồi thôi chứ rất chi là đẹp luôn. Đoạn này có đường ra nữa ta, chắc có đường ra chứ. Ủa đường này đi đâu vậy? Ồ, có đường ra. Đường Trần Bình Trọng những cái khu vực này em chưa đi lần nào cả quý vị ạ. Đây là lần đầu tiên đi rồi. Ngay chỗ đoạn cầu Thành để qua con đường Trần Phú, đi hết đường Trần Phú thì ra đây giao với đường Trần Bình Trọng. Mà đi thẳng con đường Trần Bình Trọng này chắc có thể ra giao với đường Đồng Khởi quá. Còn đoạn này còn đường đất luôn không? Trần Bình Trọng. Khu vực này đất trống còn nhiều
ra đường Đồng Khởi nè các bạn. Nhà cửa ở đây nhiều ghê chứ. Ở khu vực này nhà rộng rãi, sân rất là rộng luôn. Và đây con đường Trần Bình Trọng ra giao nhau với đường Đồng Khởi rồi nè. Yeah, con đường này nó cũng song song với con đường Hà Huy Tập, Đồng Khởi hay là tỉnh lộ 8. Bởi vì các bạn cùng đi thẳng con đường này thử nha. Đây vị trí 102 Đồng Khởi rồi. Cái vị trí này mà đi ngược lại á thì sẽ ra giao nhau lại quốc lộ 1A. Yeah. Khu vực Duyên Phú, xã Duyên Phú của Duyên Khánh. Còn này là nó thuộc thị trấn, dạ, đường Đồng Khởi thuộc thị trấn Duyên Khánh. Đường Lò Gạch Sơn Tây. À, xã Duyên Sơn à. Chân hỏi thăm chợ chợ cây mít nằm ở đâu à? Cây mít vô đường này à? Dạ, cảm ơn. Dạ, qua đây quý vị. Như lại con đường Đồng Khởi nè. Đường Đồng Khởi giao nhau với đường Trần Quang Khải và đi vào chợ Cái Mít. Năm A Trần Quang Khải. Ồ, cái đoạn này của Duyên Khánh, những cái tuyến đường này toàn là nó hư hỏng hết rồi quý vị ơi. Đường cũ quá rồi. Đi con đường hồi nãy thì đường đất. Tổ dân phố Phú Lộc Tây 2 thuộc thị trấn Duyên Khánh. Đây hình như là chợ Cái Mít rồi nè quý vị. Chợ Cái Mít là chợ Gò Đình đó quý vị ha. Dạ. Đây là anh Châu đang đứng trước chợ Gò Đình nè. Trước cổng chợ nè. Giờ đổ một vòng bên trong chợ nè. Nè đây nè, tôi chỉ cho. Ôi. Vải, lại là vải nữa, quá trời vải luôn, chôm chôm. Đây là bán bún phở giò, chú chiên, tạp khó, các loại tạp khó này, nước trái cây giải khát. Đây là khu vực rau củ quả.
rau củ quả rồi thịt cá ở mấy bên kia. Xe cũng rộng ghê chứ. Ở bên trong thì các cái tạp hóa. Lâu đây đây trước cổng chợ nè quý vị, lên cho vô đi cũng vòng cái đoạn phía ngoài chợ này thử nha. Nhà chợ chợ gia đình này, khu vực này là bọc ở phía ngoài chợ nè, thì bên trong cũng có các cái kiosk bán tạp hóa rồi các quầy rau củ quả rồi thịt cá tươi. Đây là hết rồi hả? Đó, khu vực này ở phía ngoài khu vực rau củ quả. Đi vô đây luôn thử. Ồ, hẻm cục rồi. Đây, hẻm cục rồi. Đây là cái chợ nó đoạn à. Con đường này nó cũng khá là nhỏ. Nhỏ mà nó đoạn này xanh hư hết á. Đó, chỗ này là cái bãi giữ xe của chợ này vậy. Đó, trước cổng chợ. Đó, trước cổng chợ là cái chữ chợ Garden. Ủa, chợ này người ta còn gọi là chợ cây mít phải không? Mà sao nó để cái tên là chợ Garden. Là cái tên cây mít là hồi xưa hả? Chắc hồi xưa người ta đặt là tên cây mít đúng không? Chắc hồi xưa chỗ này có cây mít á, người ta đặt là chợ cây mít. Nhưng mà cái tên nó là ở đây là để là chợ Garden. Thì chợ cũng rộng, tôi nói rộng, chợ xã bây giờ ở chợ. Ở này là cái gì? Ở này là thuộc đường Trần Quang Khải chứ. Đường Trần Quang Khải thuộc thị trấn Diên Khánh. Là khu phố hả? Cái này là khu phố. Chỗ này có cái quầy giữ xe, khu vực giữ xe thì có thể vô đây gửi xe xong rồi vô bên trong chợ.
à, gần chỗ khoảng 19 Trần Quang Khải. Vậy là như vậy đúng rồi, đây là chợ cái mít rồi. Đó. Tiếp con đường Trần Quang Khải này thử nha, thì nó sẽ ra đâu đây. Rồi như vậy là con đường này chắc ta giao nhau với đường Trần Phú nữa rồi. Ở đường Trần Phú một cái đoạn này là chưa có làm, nó ra đối diện ngay sông Cái luôn. Vô đi thẳng con đường Trần Phú này cũng có thể đi vòng ra chỗ đoạn Trần Quang Khải này được. Đây là thuộc khu phố văn hóa Phú Lộc Tây 2 nè quý vị. Công ty Nguyễn Thành Trí, Phú Lộc Tây 2, thị trấn Diên Khánh, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa. Đây là số 92 Trần Phú. Wow, sao cái mấy con đường này chưa có làm xong, dơ quá. Con đường Trần Phú này mà mốt mà làm xong nó là cũng con đường rất là đẹp đây, dọc bên bờ sông Cái. Thì những ngôi nhà ở khu vực này là rất có giá đó quý vị ạ. Bây giờ nhìn thấy nó như thế này chứ mai mốt mà con đường này nó lên một cái là đoạn này là nhà toàn là view sông, rất là lý tưởng. Nhà nào cũng sân vườn rất là rộng rãi. Wow, nắng chói chang. Đây, đoạn này là cho vô đi qua hướng kia, con sông Cái này vừa tuyệt đẹp. Đó. Hướng kia là cầu Thành. Dạ. Đi thẳng hướng này sẽ ra giao với quốc lộ 1A. Cầu Thành. Dạ. Còn bên kia là khu vực khu đô thị Nam Sông Cái. Đoạn này cũng đang làm bờ kè rồi này. Rất là đẹp. Chỉ con đường Trần Phú này là chưa có làm xong thôi. Mai mốt nó xong nữa là rất là tuyệt vời luôn. Rồi, tôi là anh Chú Vô xin tạm dừng video tại đây. Cảm ơn cô chú anh chị và các bạn đã xem video nha. Dạ, mến chào cô chú anh chị và các bạn.